người vào đông đông một chút nhé, em sẽ tặng son nhé. Hôm nay đầu live em sẽ tặng mỹ phẩm cho mọi người nhé. Đông đông một chút em sẽ tặng nhé. Đông đông một chút. Anh có người yêu đâu mà tặng anh làm gì? Đông đông một chút em sẽ tặng nhá. Hôm nay rảnh rỗi quá lại tặng mọi người nha. Mọi người lên đông đông một chút. Chả biết giờ này mọi người đi ăn chưa? Ăn về chưa? Chào Trung Nghĩa nha. Hôm nay em lại tặng nhá, hôm nay em tiếp tục lại tặng nhá, hôm nay em tiếp tục lại tặng nhá. Đông đông một chút em sẽ lại tặng nhá. Hôm nay các chị đi đâu hết rồi nhỉ? Hay là giờ này mọi người còn đang đi ăn? Hôm nay em like hơi sớm nhá mọi người. Đông đông một chút em sẽ sale tặng nha. Em đông đông một chút em sẽ sale tặng mỹ phẩm nhá. Đông đông một chút em sẽ sale tặng mỹ phẩm nha mọi người. Hôm nay các chị đi đâu hết rồi ta? Hôm nay các chị đi đâu hết rồi ta? Chào trái tim băng giá nhá. Nên đông đông một chút em sẽ like tặng nhá. Hôm nay em sẽ like tặng. Tại vì hôm cũng 8 giờ rồi. Chắc mọi người đi ăn hoặc là đi làm về rồi. Em sẽ siêu tặng nha. Ai đang xem thì chấm cho em nhá. Ai đang xem thì chấm cho em nhá. À, Tinh Thủy à. Phấn nước em không bán nhá. Phấn nước em không bán. Phấn nước em chỉ lấy hộ thôi nhá. Ai lấy thì em lấy hộ thôi. Size L có lilê nhá. Quần size L. À, cái quần bò lilê hỏi đi hết size rồi. Còn mấy cái cái dáng loe xanh xanh ấy thì còn size L. Phấn nước nhá. Phấn nước em không bán nhá. Phấn nước em chỉ lấy hộ mọi người thôi. Phấn nước em chỉ lấy hộ mọi người thôi. Đây. Phấn nước này dùng cực kỳ thích luôn. Ở Việt Nam ít người có cái loại phấn nước này chính hãng lắm. Chỉ phấn nước bình thường nha, mọi người chỉ là nó chỉ là trơn thôi, nó chỉ là trơn thôi. Nhưng đây là, nó là kết cấu tổ ong này, kết cấu nano này. Đó, cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ. Dùng thích cực kỳ luôn, mà cái phấn này dùng thật cực kỳ luôn. Cái phấn này ai lấy thì em lấy hộ thôi. Hình như nó là 85 hay 86 ấy. Cái phí vận chuyển nó chắc tầm 99 gì đó. Nói chung là em lấy hộ. Nghĩa là chị làm lấy thì em lấy hộ phấn này thôi chứ em không bán phấn này. Tại vì em đang dùng thích lắm. Nhưng mà ý là em không bán cái phấn này, ai lấy thì em lấy hộ thôi. 99k nhá. Cái phấn này ai lấy hộ thì em lấy hộ thôi. Ai lấy thì inbox cho em lấy hộ phấn này thôi. Cái phấn này bình thường em like em vẫn dùng phấn này này. Dùng phấn này thích. Nên đông đông một chút em sẽ like tặng mỹ phẩm. Đông đông một chút em sẽ like tặng mỹ phẩm. Hình như giờ nè. Đi lên xem quần dài à? Ok nhé, ok nhé. Nên đông đông một chút nhé. Hôm nay em cực kỳ nhiều quần áo luôn. Chào Hồng Quỳnh nhá. Chào Hồng Quỳnh nhá. Nếu mà ai muốn tặng son nhá, comment tặng son 29k nhá. Em sẽ tặng son với giá 29k thôi. 29k một thỏi 3C nhá, 29k thôi. Cực kỳ. Đây một thỏi son này em chỉ còn màu này rồi. Màu em chỉ còn màu cam đất thôi nhá. Em chỉ còn màu cam đất thôi. Phấn nước à? Phấn nước nhá. Nếu ai lấy thì comment 99k nhá, em sẽ lấy hộ nhá. Đông nhiều nhiều một chút em sẽ lấy hộ cái phấn này về nhá. Tại vì cái phấn này em cũng không bán, em lấy hộ mọi người thôi. Ai lấy thì comment 99k nhá. Em sẽ lấy hộ nhá. Hôm nay em có bán hàng nhá. Em sẽ like tặng mỹ phẩm đầu tiên rồi chút em sẽ bán hàng nhá. Có ai thích son không? Cái màu son này là cái màu em vừa đánh này. Cái son này là son em vừa đánh này.
Cái son này nếu mà mọi người mà lên mà dưỡng ẩm mùa này này thì nên đánh cái son này này. Cái son này dưỡng ẩm cực kỳ cao luôn. Như mùa này mà đánh mấy cái son kem này thì hơi khô. Em nói thật, mùa này đánh mấy cái son này thì kem này thì hơi khô. Mà nó bám mậm. Cái này nó chỉ giữ màu lâu thôi. Cái này thì nhanh hơn nhưng mà cái này là dưỡng ẩm. Dưỡng ẩm cực kỳ cao luôn. Thích cực. Nó mềm môi ấy mọi người. Còn mùa này mà đánh mấy cái dòng son kem này thì nó hơi khô môi. Nhưng mà nếu mà mọi người thích là bám lâu ấy, nó bền màu ấy, thì nên dùng son kem. Còn nếu mà không thì nên dùng son thỏi để dưỡng môi. Thì cái son thỏi lúc nào cái độ dưỡng môi nó cao hơn. Cái son này hiện tại chỉ còn màu cam đất thôi. Chỉ còn màu cam đất thôi. Còn ít màu cam đất này. Còn cái son này này, cái son này thì có hai màu nhá, màu đỏ cam và màu cam đất. Màu đỏ cam và màu cam đất nhưng chẳng biết đâu rồi. Lại đóng đơn hết rồi hay sao ấy, còn ít nữa thôi. Còn ít nữa thôi, siêu tặng nốt mọi người. Đây, còn siêu tặng nốt mọi người. Đây còn hai màu siêu tặng nốt mọi người. Màu hồng đào à? Hồng đào còn. Hồng đào để riêng cho Nine rồi, nhưng mà Nine không chọn là chị xả tặng người khác đấy. Nine không cố chọn đơn là chị xả tặng người khác đấy. Lưu lâu quá sợ để nhầm ấy. Chỉ cái máy em có nhá, lắn độc nhá, chỉ cái máy em có nhá. Cái hộp. Đây, chỉ cái máy đây nhá. Đây. Đầu vuông nhá, cực kỳ đẹp. Cái này là bên này là trái nhá, bên này là trái nhá. Chỉ kẻ mày á. Đây. Một hộp của nó đây. Đinh Thủy lấy son thì cảm ơn tặng son nhá, tặng son 29k kèm màu nhá. Đinh Thủy lấy son thì tặng son 29k kèm màu nhá. Còn chị nào lấy kẻ máy nhá. Có. Chị nào lấy kẻ máy nhá thì comment nhá, 39k nhá, 39k kẻ máy nhá. Ai lấy kẻ máy comment 39k kẻ máy cho em nhá. Đó. Ăn cơm. Thịt. Không ăn ớt đâu. Con thịt gà, thịt lạc, con thịt mỡ. Trang đi đi. Trang đi với Quyết kìa, ăn gì tròn? Gì? Trang đủ Trang đi với Quyết. Ăn gì cả? À mũi em bị đau nên em băng lại, em đi sửa lại, em băng lại. Dạ em sửa lại cái mũi hôm trước livestream mặc cái áo cao cổ ấy, thế là kéo mạnh ra nó đau á. Nó đau hình như nó bị lệch sụn hay sao ấy, thế em đi sửa lại. Có ạ, chỉ kẻ mày tặng 39k nhá. Chỉ kẻ mày 39k nhá. Chỉ kẻ mày 39k nhá. Đi nên đấy thì comment nhá, 39k nhá. 39k nhá. Cực kỳ xịn luôn, của mây ấy đấy. Của hãng mây nhá. Cùng với cái dòng phấn nước này nhá. Tại vì mấy cái hãng này này dùng cực kỳ thích luôn. Đây, cùng với cái hãng này luôn. Tại vì dùng cái dòng này này nó thích cực kỳ luôn ấy, nó thích cực kỳ luôn mà dùng nó xịn nữa cơ. Tại vì cái này em lấy về em dùng thôi nhưng mà thấy nó dùng ok thì em lấy cho một ít em tặng mọi người thôi. Còn ai muốn lấy hộ phấn nhá. Còn ai muốn em lấy hộ phấn thì em lấy nhá. Em lấy hộ tôi nhá, chứ không bán phấn nhá. Nên đông đông một chút nhá. Ai muốn tặng son, comment tặng son 29k nhá. Đây, hiện tại thì mọi người muốn lấy son này nhá. Thì đây em chỉ còn màu cam đất nhá. Thì comment tặng 01 nhá. Tặng 01 29k kèm số điện thoại nhá. Còn ai muốn tặng son 3CE nhá. Còn ai muốn tặng son 3CE nhá. Thì comment nhá. 29k kèm số, 29k, tặng 29k kèm số điện thoại nhá. Đó. Ok, Lily kèm máy nhá. Ok, kẻ mày của Nine nhá. Ok, Đinh Thủy. Ok, Đinh Thủy nhá. Ok, Đinh Thủy nhá. Ai lấy son thì ai lấy gì cứ comment nhá. Ai lấy son nào, nếu mà mọi người để chắc chắn ấy, thì cứ chụp màn hình nhá. Thì cứ chụp màn hình cho em. Cứ chụp màn hình cho em. Em sẽ gửi cho mọi người nhá. Em sẽ gửi cho mọi người cho đúng nhá. Đó. Đinh Thủy lấy son nào thì cứ comment nhá. Son này thì đắt hơn. Son này thì đắt hơn 49k, son này thì đắt hơn 49k. Ok, heo tiên sinh nhá. Ok, heo tiên sinh một thỏi son nhá, 29k nhá. Heo tiên sinh lấy màu gì thì chút nữa inbox của chị nhá. Ok, rắn độc một cây chì mày nhá. Ok, rắn độc một cây chì mày 39k nhá.
Em cũng còn ít nữa thôi, không còn nhiều đâu. Em tặng nốt cho mọi người thôi. Son thỏi à? Ok, son thỏi nhá. Đây, cái son này đây. Em màu hồng này. Màu đỏ này, cái màu đỏ này là thỏi này, thỏi em vừa đánh nhá. Thỏi em vừa đánh. Thỏi em vừa đánh. Màu đỏ. Ok, lương Hồng Quỳnh nhá, son 49k. Màu cam đất, ok. Cái son này em hết rồi nhá. Cái son hương Lương Thị Hồng Quỳnh lấy cái này thì em hết rồi nhá. Lấy cam đất thì em hết rồi nhá. Còn đúng một thỏi cam đất thôi, tặng Lương Hồng Quỳnh. Ok, heo tiên sinh nhá. Heo tiên sinh lấy màu nào? Chỉ còn đỏ cam đất. Cam đất có người lấy rồi, chỉ còn đỏ cam thôi. Chả biết của cái thỏi ở đâu rồi mọi người. Chỉ còn màu đỏ cam thôi, cam. Ok, Thập Nguyễn nhá. Những ai em được tặng, những ai mà em đọc tên nhá, được tặng son thì mọi người. Những ai mà em đọc tên nhá, được tặng ý, thì mọi người nhớ inbox cho em nhá. Thì mọi người nhớ inbox cho em nhá. Đây. Đây là màu cam đất này. Màu cam đất này. Màu cam đất của Lương Thị Hồng Quỳnh này, nếu mà Lương Thị Hồng Quỳnh không lấy thì để cho heo tiên sinh nhá. Hiện tại chỉ còn 2 thỏi này thôi, còn đúng 2 thỏi này thôi, hết sạch hàng của. Hết sạch hàng rồi, còn đúng 2 thỏi này thôi. Đây là cam đất, đây là đỏ cam. Thực ra cái son này không biết nó có phải là màu đỏ cam không nữa cơ. Vì nó như kiểu cái màu ấy, cái màu mận mận đỏ đỏ mận ấy. Đây này. Đây này. Cái này em hết rồi, cái này 49k nhưng mà em hết rồi, em hết rồi. Cái này 49k nhưng em hết rồi nhá, của Lương Thiều Quỳnh nhá. Ok, ok, heo tiên sinh đỏ cam nhá. Còn đúng một thỏi này đỏ cam thôi, nó chả phải đỏ cam, nó cái đỏ gì ý. Chị chả biết nó là đỏ gì nữa. Đỏ đậm đậm ý. Nó không đỏ tươi, cái màu này là màu không đỏ tươi, nó là cái đỏ gì ý. Còn ai muốn lấy son nào nữa không? Ok, Đinh Thủy nhá, ok, Đinh Thủy cam đất nhá. Đinh Thủy nhớ inbox cho em nhá. Còn ai muốn tặng kem treo khuyết điểm hay gì không ạ? Anh em có kem treo khuyết điểm này. Kem treo khuyết điểm này. Kem treo khuyết điểm. Đây. Cái này mọi khi em vẫn hay dùng nhưng mà giờ này em không đánh nữa. Giờ này em không đánh nữa vì giờ này em đang ấy mũi, em không đánh nữa. Đây, nhũ mắt. Nhũ mắt cực kỳ đẹp, nhũ mắt. Ok, heo tiên sinh nhá. Đây, nhũ mắt. Đây. Nhũ mắt. Cực kỳ đẹp. Ok, Hương Coca nhá. Ok, Hương Coca nhá. Ok nhá, mọi người có muốn tặng son nó không? Em lai áo nhá, em bắt đầu lai áo nhá. Em bắt đầu lai áo nhá mọi người ơi, em bắt đầu lai áo nhá mọi người. Có ai muốn tặng bông rửa mặt không? Cái bông rửa mặt lúc chiều em lai đấy. Bông rửa mặt lúc chiều em lai đấy. Có ai muốn tặng bông rửa mặt không? Ai muốn tặng son thì cứ tặng son nhá. Em sẽ bắt đầu lai áo nhá. Lương Thị Hồng Quỳnh à? Đơn của Lương Thị Hồng Quỳnh hình như chưa gửi sao ấy. Cái đơn của em lấy những gì nhỉ? Cái đơn của em lấy những gì nhỉ? Nếu mà chị chưa inbox gửi cho em thì là chị chưa gửi. Nếu mà chị chưa chốt cho em thì là chị chưa gửi nhá. Lương Thị Hồng Quỳnh có lấy gì thì cứ inbox của chị nhá. Em bắt đầu nhá, em bắt đầu sẽ like quần áo nhá. Hơi lóa nhá. Mọi người có thấy lóa không? Em bắt đầu like quần áo nhá. Sẽ mặc mấy cái dáng áo lông nhé. Chị sẽ mặc áo lông nhé cho heo tiên sinh nhé. Chờ tí nhé.
áo cho mọi người nhé. Em bắt đầu lay áo khoác cho mọi người nhé. Đơn đi về mơ gửi rồi nhá. Đơn áo đỏ đi về mơ gửi rồi nhá. Lương Thị Hồng Quỳnh nhá. Đơn đi về mơ gửi rồi nhá. Có ai thích áo lông không? Có ai thích áo lông không? Đây này, heo tiên sinh nhá. Đây nhá, áo lông của đây nhá. Đây nhá. Áo lông nhá. Đây là áo lông nhá. Đây là áo lông nhá. Đó. Áo lông nhá. Ăn đi không đói. Có ai thích áo lông không? Có ai thích áo lông không? Đó, cực kỳ xinh luôn. Rắn độc chốt áo này á. Rắn độc lấy áo này á. Em bán 150 cơ. Bán 150 cơ. Đây nhá, một em lông nữa nhá. Đây. Cái em lông này cũng đẹp này, xinh ơi là xinh. Xinh ơi là xinh. Có ai thích em lông này không? Có ai thích em lông này không? Lông này cực kỳ đẹp luôn. Mới về thêm được em lông này. Sale rẻ luôn nhá. Có ai thích em lông rẻ này không? Em sale rẻ luôn. Lông đây, mặc cực kỳ đẹp luôn. Sale rẻ nhá. Ok, rắn độc nhá. Rắn độc lấy ghi nhá. Ok, rắn độc lấy ghi nhá. Ai lấy môi nhá. Ai lấy môi comment môi 100, 129 nhá. Ai lấy môi comment môi 129 nhá. Lông nhá. Chị lấy áo đấy chứ cứ nó. Ok đắn độc, ok đắn độc rồi. Ai lấy môi nhá, ai lấy môi comment môi 100, 129 nhá. Cái môi này xinh mà, không ai lấy à? Cái môi này xinh mà. Đó. Ai lấy môi comment môi 129 nhá. Không hiểu vì sao mà cái cam càng ngày nó càng bị nó điên thật. Áo bao nhiêu đấy? Áo này. 150. À, hôm nay em có cả bộ đấy. Hôm nay em có cả mấy bộ đấy. Cực kỳ đẹp luôn. Hôm nay em có cả mấy bộ đấy. Cực kỳ đẹp luôn. Chút nữa em mặc thử cho mọi người xem. Đây. Nốt nhá. Cái dáng này xinh này. Cái dáng này về tranh nhau mà chả còn. Còn sót đúng một cái. Còn sót đúng một cái nhá. Mà chất cực kỳ đẹp luôn. Đây, chất đây mọi người. Chất len cực kỳ đẹp luôn. Sale luôn 129. Sale luôn 129 nhá. Ai lấy nhá. Ai lấy khoác comment khoác 129 nhá. Ai lấy xanh comment xanh nhá. Quần là ok nhá. Chút nữa chị like quần nhá. Like nốt mấy cái áo này nhá. Like nốt mấy cái áo cardigan này nhá. Đây. Mọi người chia sẻ cho em đi. Mọi người đi, chia sẻ lên trang nhóm cho em đi. Mọi người chia sẻ lên hội nhóm cho em đi. Hôm nay chả thấy ai chia sẻ, em quên mất rồi. Hôm nay em quên mất là ai được tặng quà không chia sẻ đấy. Mọi người chia sẻ lên hội nhóm cho em đi. Hình như hôm nay không chia sẻ nên là ít người xem ấy. Mọi người chia sẻ cho em đi, em tặng. Em sẽ tặng nhá. Em sẽ tặng một áo nhá. Em sẽ tặng một áo cho mọi người nhá. Để mọi người chia sẻ cho em nhá. Ngọt quá. Em sẽ tặng một mẫu cho mọi người nhá. Em sẽ tặng like một mẫu cho mọi người nhá. Em sẽ like tặng một mẫu cho mọi người nhá. Mọi người thích chân váy không? Mọi người có thích tặng chân váy không? Mọi người chia sẻ lên trang nhóm cho em đi. Hôm nay chả ai chịu chia sẻ cho em cơ. Hôm nay chả ai chịu chia sẻ cho em. Đây nhá. Ai chia sẻ nhá. Ai chia sẻ comment đã chia sẻ nhá. Em sẽ tặng một cái chân váy này. Đây. Em sẽ tặng một cái chân váy này, hôm trước em mặc like rồi này. Em sẽ tặng một cái chân váy này, hôm trước em mặc like rồi nhá. Chả có thời gian ủi mọi người ạ. À. Chả có thời gian ủi cơ. Đó. Vẫn còn đang nhăn. Mới bỏ túi ra. Đây, em tặng rẻ luôn.
79k. 79k nâu. Có ai thích em này không? 79k nâu không? Cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Có ai thích em này không? Ai lấy chân váy nâu này comment chân váy nâu 79k nhá. Ok rắn độc, ok rắn độc. Ok Bảo Yến nhá. Mọi người cố gắng chia sẻ cho em đi, nên đông đông người một chút em nay. Em nay cho nó vui. Ít người xem quá cũng ấy, cũng buồn. Đây nhá, 79k nhá. 79k một chân váy nhá. Ok Tiến, ok Trần Tuấn nhá. Đây, 79k một chân váy này. Trần Tuấn nhận được hàng chưa à? Chị Trần Tuấn nhận được hàng chưa? 79k nhá. Ai lấy chân váy này cảm ơn chân váy 79k, sale quá rẻ luôn. Ok, Thẩm Nguyễn đã chia sẻ nhá. Đây. Cái mã này nhá. 129k mà chất len cực kỳ đẹp luôn này. Cái len này dày lắm ấy, mà cái dáng này khoác cực kỳ dễ luôn. Cái dáng này mọi người khoác cực kỳ dễ luôn, cực kỳ đẹp luôn. Chân váy bò xòe nhá, đây. Chân váy bò xòe siêu rẻ 120k. Áp dụng chia sẻ livestream nhá, áp dụng chia sẻ livestream nhá. Đó. Cực kỳ đẹp luôn. Đây, bò đây. Áo phao nhà em thì vẫn chưa về rồi. Tại vì nó chưa lạnh ấy, nó chưa lạnh nên là em lấy áo phao về bán chậm lắm. Nó chưa lạnh em lấy áo phao về bán chậm lắm nên là em chưa lấy. Là em like mẹ mùa mới cho mọi người nhá. Bảy chín k. Bảy chín k có ai thích con này không? 79k. 79k nhá. Nó dày lắm ấy, không hiểu sao mà nó làm cái áo này dày kinh khủng khiếp như thế này. Nó dày kinh khủng khiếp luôn. Ok, rắn độc 99k. Áo phao. Cái nào 99k rắn độc? Cái nào 99k rắn độc? Cái này nhá. 79k nhá, 79k nhá, dày kinh khủng khiếp luôn. Dày kinh khủng khiếp luôn. Đây, 79k, 79k. Có túi nhá, có túi nhá. Cái này có túi nhá mọi người, có túi nhá. Ai lấy em này comment nhá. Ai lấy em này comment khoác sữa nhá. Khoác sữa hoặc khoác vàng đều được nhá. Khoác sữa hoặc khoác vàng đều được nhá, 79k nhá. 79k nhá mọi người. Ôi em này xinh thế này mà không ai lấy à, đây này. Xinh cực kỳ luôn. Xinh cực kỳ luôn, 79k thôi. Cực kỳ rẻ luôn. Không ai thích cả. Phí nhỉ. Hay là không đẹp. Cái dáng này em thấy đẹp mà. Cái dáng này ở ngoài đẹp cực kỳ luôn. Nên dày lắm ấy. Cái bò xòe kia hôm qua có 99 thôi mà. Đây em sale 99k mà. Cái chân váy xòe em sale 99k còn gì. Trời ơi còn thắc mắc nữa chứ. Khổ quá. Em sale 99k mà. 99k áp dụng chia sẻ livestream. Cái chân váy này vẫn sale 99k nhá. Nó là bò xòe cái cúc nhá. Cái đó là bò xòe cái cúc nhá. Ô cái này đẹp thế này không ai lấy à. Cái này đẹp thế này không ai lấy à. Ok nhá. Ok rắn độc nhá. Em bỏ luôn vào. Thế à? 99k. Ô, chị nhớ chị vừa bảo cái váy đấy à, cái váy đấy 99k mà nhỉ? Cái này 79 nhá, cái áo này 79 nhá. Ô cái áo này xinh cực kỳ luôn mà dày kinh khủng khiếp luôn ấy mà không ai thích à? Không ai thích à, phí thế. Em sale mấy cái mẫu rẻ rẻ cho mọi người nhá, em sale mấy cái mẫu rẻ rẻ cho mọi người nhá, em tìm á. Hôm nay nhiều quá mà không biết. Cái
áo này thì em không bán rồi, cái áo này em mặc rồi sao bán được. Cái áo này em mặc rồi, bán hàng mặc rồi à. Họ cứ bị lò lóa điên thế nhở, không hiểu sao qua nay phải tránh xa cái mũi ra mới được. Cái bộ này xinh cực kỳ. Đây em không mặc quần nữa nhá. Ơ em không mặc chân váy nữa nhá. Đây em mặc bên ngoài cho mọi người nhìn. Đây nhá, cả một set nhá. Cái len này dày cực kỳ, len bông. Len bông luôn này. Len bông dày cực kỳ luôn. Đó, len bông dày cực kỳ luôn. Mọi người cố gắng chia sẻ cho em nhá. Mọi người cố gắng chia sẻ cho em nhá. Đông đông một chút like cho vui. Nhưng hôm nay ít người xem quá. Chả hiểu sao hôm nay ít người xem hết nhở. Biết mọi người đi đâu chơi hết rồi sao ấy. Đây nhá. Đây nhá. Sale rẻ nhá. Mọi người muốn em sale bao nhiêu? Cả một set này. Cả một set này mọi người muốn em sale bao nhiêu? Mà cái chất này đẹp lắm ấy. Bán giá cao ở shop và sale cao cho mọi người thì mọi người lại sợ đắt. Nhưng mà cái chất này đẹp kinh khủng khiếp luôn. Này. Có hai màu nhá. Cái này có hai màu nhá, màu nâu với màu sữa nhá. Chỉ còn duy nhất hình như cái này hết rồi sao ấy. Hôm qua còn 3 bộ nhưng hôm nay còn có 1 2 bộ sao ấy. Đây nhá. 159 nhá. 159.000 cả một set len nhá. Cả một set len bông nhá. Riêng mấy cái chất như thế này em bao chất luôn, mặc cực kỳ đẹp luôn. Bao nhiêu? Tầm 50 58 nhá. 58 cân đổ xuống mặc vừa nhá, vì len nó co giãn mà, rộng mà. 58 cân đổ xuống mặc vừa nhá. Cái này mọi người bán 300-400 thoải mái luôn, cực kỳ đẹp vì cái chất của nó đẹp mà, chất của nó chất len bông mà. Áo này mặc rơi cũng xinh cơ. Bình thường mọi người mua một cái áo như thế này đã ấy rồi, nó đã tầm hơn 100 rồi. Đây cả một set mới có 159, cực kỳ rẻ nhá. Ai lấy set nâu sữa này, comment nâu sữa nhá. Còn ai lấy set nâu đậm này, comment nâu đậm nhá. Đó. Áo này đẹp này, mặc không cũng xinh cơ, mặc không cũng xinh. Có 159.000 cả một set đấy, quá rẻ. 159.000 một set quá rẻ. Kiếp mà cái len nó cực kỳ đẹp luôn. Để mấy hôm nữa em khỏi mũ rồi em like đồ nhiều cho mọi người. Áo phao xanh dài còn chị nhá. 550 nhá. Còn một cái. Áo phao xanh còn một cái đúng không? Còn một cái nhá. Áo phao xanh dài nhá, em còn một cái. An Nhiên đấy thì comment nhá. An Nhiên đấy thì comment áo phao xanh cho em nhá. Đây nhá, phao xanh dáng dài đây nhá. Bông đây. Bông mịn màng luôn. Có chị Ngọc Vy nhá. Từ nãy giờ em còn like cardigan dáng dài đấy. Em like cardigan cho mọi người nhá. Em like áo khoác cardigan cho mọi người nhá. Em like áo khoác cardigan cho mọi người nhá. Đây, bông đây nhá. Áo phao bông đây nhá. Cực kỳ xịn luôn. Đó. Cực kỳ xịn luôn. Em sale rẻ lắm rồi đấy. Màu em có màu khác nhưng mà hết rồi, nó về được có em về được có mỗi lần về được có tầm 3-4 con thôi mà khách đến lấy hết rồi. Hôm lạnh lạnh hết rồi. Tám chín k khoác nhá. 89k nhá. 89k nhá. Ai lấy căn mượn 89k khoác ngoài nhá. Cực kỳ đẹp nhá. Hoa thêu nhé. Đây 89k hoa thêu nhé. Ai lấy khoác comment khoác cho em nhé. Ai lấy cardigan comment cardigan. Hoặc là comment 89k cũng được. Comment 89k cũng được nhé. Ai lấy nhé, comment cho em 89k nhé. Hồng 89k nhé.
Ai cao cao một chút mặc mấy cái này xinh ơi là xinh. Còn có mấy, còn có hai cái nữa thôi. Ai cao cao một chút mặc cái này cực kỳ xinh, 89k nhá. 89k. Đây là cái chỗ để mũ đeo tuyết. Dạ em ở Hà Nội chị nhá. Em ở chỗ Hai Bà Trưng Hà Nội nhá. Chú Trần Đại Nghĩa nhá. Mấy cái quần size to to thì mình đỗ hết rồi nhỉ. Đây nhá, cái quần ống loe này. Cái quần ống loe này. Ống loe này, size 29 nhá. Quần ống loe size 29 to nhất nhá. Đây. Cái size 29 này tương đương với size L nhá. Cái size 29 này tương đương với size L nhá. Cái size 29 này tương đương với size L nhá. Tầm hơn 50 cân chắc mặc được đó. Tại vì em size 29 nó to mà. Đó là quần ống loe mà. Có ai thích quần trắng không? Có ai thích quần trắng không? Quần trắng đủ size số nhá. Để chút nữa em mặc quần nhá, để chút nữa em like quần sau nhá. Em like áo cho mọi người trước nhá. Em like áo cho mọi người trước nhá. Chút nữa em like quần sau nhá. Lóa quá nhỉ, sao cái cam lóa thế. 89k nhá. Ai lấy khoác hồng comment khoác hồng 89k nhá. Chờ em tí ạ. Ok chờ em tí nhá. Mọi người không lấy nhanh đi chắc chả còn đâu. Mọi người không lấy nhanh cái bộ hè chắc chả còn. Hôm nay em like được bao nhiêu bộ rồi? Hôm nay em like ở trên nhóm bao nhiêu bộ rồi? Khiếp có chị lấy 5-6 bộ. Đây. Cardigan nhá. 129k đen. Cardigan 129k đen. Xinh ơi là xinh. Cái này không ai lấy cực kỳ tiếc. Chả còn nhiều đâu. Chả còn nhiều đâu. Đen nhá. Ai này đen comment đen nhá, 129k, giày kinh khủng khiếp. Này, giày kinh khủng khiếp. Cái này bao nhiêu cân cũng mặc vừa nhá, vì phong to lắm này, em mặc nó rộng lắm rồi này. Em đang sale rẻ, mọi người tranh thủ mua đi. Không mấy hôm nữa em hết sale rồi. Em hết sale rồi, mọi người mua đắt đấy mọi người ạ. Đó, 129k cực kỳ đẹp. 129k đen nhá, ai lấy comment đen 129k đen nhá. Ok, đen của rắn độc. Chờ em một chút nhá, chờ em một chút em like bộ nhá mọi người. Chờ em một chút em like bộ nhá, chờ em một chút em like bộ nhá. Đây nhá, tiêu nhá, tiêu tiêu tiêu. Cái này thì không dày lắm nhưng mà đủ ấm. Đây, cái này đây. Không dày lắm nhưng mà đủ ấm. Tại vì những cái dáng nó đẹp này. Mọi người mặc những cái khoác như thế này mặc đơn giản thôi cho đẹp. Đừng mặc cầu kỳ làm cái gì, nó rối mắt. Đây. Tiêu nhá, tiêu nhá. Ai lấy tiêu comment tiêu 129 nhá. Tiêu 129 nhá. Tiêu 129 nhá. Xinh thế này không ai lấy á. Xinh 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 thế này không ai lấy á. 129 nhá. Tiêu 129. Ok, chiều chút em like. Hôm nay em like dần dần nhá. Ô cái này bảy, cái này đẹp lắm này, 79k mà không ai thích à? Không ai thích màu này à? Phượng Lê này, Phượng Lê lấy áo này comment 79 cho chị nhá. Ok, Phượng Lê lấy 129. Viết tên chị nhá. Đây. Cực kỳ đẹp. 79k cái dáng này đẹp cực kỳ luôn. Em nói thật luôn, tại vì em là siêu rẻ lắm rồi ý. Mà không ai lấy cực kỳ tiếc luôn cái mẫu này, nên giày hình trịch như thế này này.
Cái này ở ngoài đẹp này, mà không hiểu sao các chị nên nay lại không thích, lạ vậy. Ngắn nhá. Xinh chưa? Ngắn nhá, 99k. Xinh chưa? 99k. Cực kỳ đẹp mà dày kinh khủng khiếp. Hôm trước có cái đơn này có một cái này em lười ship, em không ship nên em xả ra. Còn một cái nhá. Ai lấy thì chốt cho nó đủ đơn nhá. 99k vàng. Mọi người cài cúc cũng được. 99k vàng nhá. Đây. Mọi người cài cúc cũng xinh. Ai lấy các mừng cho em 99k vàng nhá. 99k vàng nhá. Mọi người cài cúc cũng xinh. Xem còn gì để like lốt cho mọi người. Ai lấy vàng comment vàng nhá. Chờ em một chút nhá, em lên tiếp cardigan nhá. Chờ em một chút em lên tiếp cardigan. Đây nhá. Một cái dáng dài nhá. Một dáng dài nhá. Cái này dày lắm. Đây này. Cái len này dày kinh khủng khiếp luôn. 139 nhá. 139. 139 vạn thừng nhá. 139 vạn thừng nhá. Mọi người không mua nhanh đi, là nhà em hết nhà, là nhà em hết khoác ngoài rồi đấy. Là nhà em hết khoác ngoài rồi đấy. Đẹp chưa? Vạn thừng nhá. Ai lấy vạn thừng comment vạn thừng 139 nhá. Cái này dày kinh khủng luôn ý. Mặc xong nóng người luôn. 139 nhá. Dày chưa? Em mặc lại cái áo xanh này nhá. Cái áo xanh này đẹp thế này không ai chốt à? Ai lấy xanh comment xanh nhá. Đây. Ai lấy xanh cam mừng xanh 139. Đắn động vật thường à? Vạn thường 139 nhé. Ok, đắn động. Không ai lấy cái xanh này cực kỳ tiếc luôn ấy. Xanh 129. Em lai áo len nhé mọi người, em lai áo len nhé. Em lai áo len nhé mọi người. Em lai áo len nhé mọi người, em lai áo len nhé. Em lai áo len nhé. Mọi người thích nai áo hay nai váy ạ? À? Mọi người thích nai áo hay nai váy ạ? À? Ai đang xem thì chấm cho em nhé. 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 Áo nhé, áo kiểu nhé. Áo kiểu nhé. Áo kiểu nhé. Áo kiểu nhé. Ai đang xem thì chấm cho em nhé. Lai quần à? Đây nhá. Áo kiểu nhá. Váy quần bò. Ai lấy xanh comment xanh nhá. Ai lấy xanh comment xanh 99k nhá. Ai lấy xanh comment xanh 99k nhá. Mọi người chia sẻ cho em thêm một lần nữa đi. Mọi người chia sẻ cho em thêm một lượt nữa đi ạ. Thêm một lượt nữa lên hội nhóm đi ạ. Thêm một lượt nữa lên các hội nhóm đi ạ. Trang lấy Facebook của Trang chia sẻ đi.
59k nhá. 59k len nhá. Kiếp len này mướt là mượt luôn. 59k nhá. Ai nấy đen comment đen nhá, 59k nhá. Ai để đen comment đen 59k nhá. Đen 59k nhá. Đỏ đây, cái váy đỏ đây, cái váy đỏ đây. Cái váy đỏ đây. Váy đỏ này đây. Về bao nhiêu cũng hết này. Đúng là vào vụ rồi, những cái đồ như thế này bao nhiêu cũng hết. Ông khiếp này váy nào à? Ông khiếp này váy nào à? Ông khiếp này váy nào để comment nhá. Đỏ đỏ 120, đỏ 120 nhá. Đỏ 120k nhá. Ok, mặc thử đen. Đen có 59k thôi, em mới siêu rẻ luôn đấy. Tại vì những cái hàng này nó còn ít. Những cái nào mà nó cổ rộng rộng em mặc thử nha mọi người. Ok, rắn độc. Đây, đen đây nha mọi người. Đen đây nha mọi người, cái này em mặc hơi rộng. Đây, đen đây nhá. Cái chất đỏ mà cầm sướng tay luôn mọi người ạ. Cầm sướng thôi không biết nữa. Đen nhá, đen 59 nhá. Ai này đen comment đen 59 nhá. Đen đây này. Đây. Riêng cái dáng này nhá. Riêng cái dáng này em bao chất luôn. Cầm một phát mà mắt lạnh tay luôn. Em mặc thử cho mọi người xem. Cái này hôm trước tranh nhau không còn. Không hiểu. Cái này nó có cái màu sữa sữa nó khiếp. Mặc thích ơi là thích luôn. Do em đang mặc đồ bên trong nhá. Do em đang mặc đồ bên trong nên là nó hơi cộm cộm như cái đường này này. Nó cộm cộm như cái đường này này. Nhưng bình thường cực kỳ đẹp. Bình thường cực kỳ đẹp. Nó bị cộm cộm nên nó vừng vướng là nó nhìn nó không cứ thật dáng ấy. Bình thường mọi người không mặc bên trong ấy, mặc trơn thôi này, cực kỳ đẹp luôn. Tay lỡ sale luôn 120k. Đây là cái chất, nó là cái chất len bông nha mọi người. Đây nhá, em gọi dần cho mọi người nhìn, nó là chất len bông nhá. 120k. Đây, len đẹp chưa? Điên cái chất này sờ sướng cực kỳ luôn. 120k nhá. Đó là cái chất gì Trang nhỉ? Hôm trước mặc ấy. Cái này này. Sờ sướng là sướng. Ai không lấy cái này tiếc cực kỳ, chả còn nhiều đâu. Này. Ai lấy sám các mình sám 120k nhá. À, Triệu Anh đang còn một đơn bên em nhá. Triệu Anh đang còn một đơn bên tớ nhá. Đen nhá, một em đen nhá. Một em đen siêu rẻ luôn. Một em đen siêu rẻ luôn. 120k đen nhá. 120k đen. Cái em đen này cũng vậy này. Mặc chất thích luôn này. Tại vì nó vướng cái khung này nên là mặc nó không ôm dáng được. 120k đen đấy chưa? Mặc nó cứ bị bè bè cái này đây này. Cái này mọi người chỉ mặc trơn thôi là đẹp. Mọi người mặc trơn là đẹp. 120k đen nhá. Đen 120k. Chất đen cực kỳ mịn luôn. Đây, chất đen cực kỳ mịn luôn. Ai này đen comment đen 120k nhá. Ai đang xem thì chấm cho em nhé. Cái len này mịn lắm mọi người ạ. Mà chất thích lắm. Đen 120k. Mọi người có muốn xem váy nữa không? Mọi người có muốn xem váy nữa không ạ? Hay là xem cái khác ạ? Ai muốn xem gì cứ inbox nhá. Hai quần nào. Có ai thích quần không? À đây. Còn một bộ zoom này nữa này. Zoom nhé. Đang bán đây. Đang bán 180 sale luôn nhá. Sale luôn 45k. Zoom nhé.
zoom nhá. Sale luôn 49k nhá, 49k zoom nhá, cực kỳ đẹp luôn. Chất đẹp lắm mọi người ạ, chẳng qua là hàng hè rồi em sale rẻ luôn nhá. 49k. Ai lấy zoom comment zoom 49k. Quần trơn này, ok. Ai lấy zoom comment zoom 49k nhá. 49k. Tại vì nó là hàng hè nên em sale rẻ thôi chứ còn bán bình thường 180 nhá. Đây. 49k, đi đâu mà mua được mấy cái này 50.000 đâu. Mua bao tải đựng rồi, yên tâm nhé, em có bao tải. Yên tâm nhé, em có bao tải. Đây nhá. Một em hàng hiệu nhá. Đây, một em hàng hiệu nhá. Đây. Cái này có size nhá. Sale nốt rẻ luôn. Sale rẻ luôn 99k nhá. Còn có mấy con thôi mà chất đẹp lắm. Đây em sẽ đứng gần cho mọi người xem chất nhá, 99k nhá. Chất cực kỳ đẹp luôn, 99k nhá. 99k nhá. Ai lấy trắng comment trắng nhá. À cái này có hai màu này, xanh nữa nhá. Xanh cũng xinh. Xanh cũng xinh. Các hôm nay mọi người đi chơi hết hay sao ấy? Hôm nay mọi người đi chơi hết hay sao ấy nên là ít xem. Hay là hôm nay em like nhiều quá, hôm nay em like 3k rồi nên này. Nên là mọi người ít xem nhỉ. Đây. Ai lấy xanh comment xanh 99k nhá, ai lấy trắng comment trắng nhá. Cực kỳ dễ mặc và chất cực kỳ đẹp. Còn ai muốn xem gì nữa không? Ai muốn xem gì thì comment nhá. Ai muốn xem gì cứ comment, em sẽ like nhá, em sẽ like cho mọi người nhá. Ok nha. Trắng thì còn 2 nha, trắng thì còn 2 nha, xanh thì còn 1. Trắng thì còn 2, xanh thì còn 1. Xanh. Cái gì? Tấn độc này zoom đen á? Sao không thấy hiển thị lên? Đây nhá. Ai lấy xanh nhá, comment xanh nhá. Sale luôn 100k. Vài mới à, vài mới cho sale gần hết rồi. Vài mới cho bán gần hết rồi, còn hỏi vài mới. Vài mới cho lấy về cửa hàng bán gần hết rồi. Ai lấy xanh comment xanh nhá, chất đi nhá. Chất đi nhá. Ok, đắn độc này zoom đen nhá. Chả biết nữa tại vì chả hôm lấy ít ít cơm thôi, lấy làm gì nhiều, làm gì lấy nhiều thức ăn nhỉ. Em cũng chả rõ nữa, hôm nay mạng chán hơn là chán luôn. Hôm nay em like mạng ở nhóm thế, ở trang nhóm thế, chán hơn là chán luôn. Quần bò cặp cao lách. Em nai nốt mấy cái mẫu yếm này nhá. Đây. Thực ra yếm này phải mặc áo bên trong mới xinh này. Yếm này phải mặc một cái áo bên trong mới xinh, nhưng em lười mặc thêm áo quá. Đây nên là em nai luôn nhá. Yếm nhá. Yếm nhá mọi người ơi, yếm nhá. 99k, sale lốt 99k. Hai màu. Cực kỳ đẹp luôn, ai không nhanh thì chả còn, nó là dày lắm. Cái này nhá, đây mọi người ơi, đây em rơi gần chất nhá. Cái này không phải là kim tuyến đâu nhá, nó là bông nhá, nó là bông nhá. Mọi người đừng có sợ rậm nhá, cái này nó là bông chứ không phải là kim tuyến nhá. Nên là không bao giờ lo rậm nhá, nó là bông nhá. Có nhìn rõ không Trang? Đây nhá,
ai lại cái này màu này là màu vàng vàng nâu nâu đấy. Thì nếu mà ai lấy màu sáng nhá, comment yếm sáng nhá. Ai lấy vàng comment vàng, ai lấy xanh comment xanh đi cho nhanh. Đó, hai màu. Em mặc xanh cho mọi người xem nhá. Em mặc xanh cho mọi người xem nhá. Kiếm này xinh không ai lấy thì tiếc này, mà chất đẹp lắm. Kiếm nó chất đẹp lắm. Đây nhá. Ai lấy xanh comment xanh 99k nhá, 99k nhá. 99k. Kiếm đẹp thế này không ai lấy á. Bình tĩnh nhá, em sẽ like mấy cái màu áo cực kỳ đẹp luôn. Mọi người chờ chút nhá, chờ chút nhá. Em like mấy cái màu áo cực kỳ đẹp luôn. Hôm nay về thêm mấy cái áo đẹp lắm. Nhưng mà em chưa bỏ ra like. Chút nữa em sẽ bỏ ra like nhá. Xanh nhá. Xanh nhá. Ai lấy xanh comment xanh 69k nhá. Ai lấy xanh comment xanh 69k nhá. Cái len nó là len bông luôn mọi người. Này. Nó là len bông luôn. 69k nhá. Tay nó cực kỳ xinh này. Đây. Tay nó còn có cái mu bàn tay nhá. Đây này. Có hai lớp nhá, một trên là dài, dưới là ngắn. Đó. Cực kỳ sành điệu luôn. 69k nhá. 69k nhá. Lai quần à. Ok nhá, em bắt đầu sang quần nhá mọi người ơi. Em bắt đầu sang quần nhá. Ai lấy xanh comment xanh 69k nhá. Em bắt đầu sang quần nhá. Quần mọi người có muốn em thử không? Quần mọi người có muốn em thử không? Em sẽ xả đơn của một chị nhá. Em sẽ xả đơn của một chị nhá, chị Xuyến Xuyến nhá. Đây hôm trước em like tặng cái áo này này. Hôm trước em like tặng cái áo này cho mọi người nhá. Chị Xuyến Xuyến chị vào chị bảo là của chị. Đó, em gọi điện không thấy nghe, nhắn tin bao hôm nay không thấy trả lời. Đó mà chị vẫn đòi được, em cũng thấy sợ thật. Mà tặng cho người khác thì tiếc. Đó, mà gọi điện chốt đơn thì không thấy nghe, nhắn tin hỏi là chị có nhận đơn không, có chị có nhận hàng không để em gửi hàng thì không thể trả lời, mà vẫn đi đòi quà, vẫn đi giành quà của người khác thì em cũng không hiểu nổi. Đây nhá, em sẽ xả nhá, em tặng luôn nhá. Đây nhá, em sẽ tặng nhá, em sẽ tặng nhá. Mà cái đơn của chị Xuyến Xuyến ít nhất phải một tuần rồi. Ít nhất phải một tuần rồi mà nhắn tin không trả lời, mà lúc like trên livestream vẫn vào comment được, vẫn vào hỏi quà được, em cũng thấy sợ luôn đấy. Đây nhá, tặng không đồng nhá. Nam nữ đều mặc được nhá. Nó là áo đôi nhưng mà em hết size rồi. Nhưng mà em hết size rồi. Nam nữ đều mặc được nhá. Ai lấy tặng comment tặng nhá. Tặng không đồng nhá. Tặng không đồng nhá. Đây, xinh cực kỳ luôn, cái dáng này cực kỳ dễ mặc. Nữ mọi người mặc đóng thùng như này cũng xinh này. Mà cái chất này cực kỳ đẹp luôn. Nó là hàng xuất đấy. Nó là hàng xuất đấy. Trước em lấy về, em lấy áo đôi về em bán đấy. Ai tặng comment tặng nhá. Ai lấy tặng comment tặng nhá. Đây nhá. Cái này nó bị một cái đường chỉ này. Cái này nó cũng bị một cái đường chỉ ở đây này. Đâu rồi? Ô, cái vết chỉ ở đâu rồi không biết. Đây, nó bị một cái đường chỉ ở đây. Mọi người đóng thùng mà không sao hết. Nó bị mất một cái đường chỉ ở đây nhá. Em nói trước nhá. Nó bị mất một cái đường chỉ ở đây nhá. Ở dưới cạp thôi. Không vấn đề gì. Mọi người đóng thùng hay là mặc bình thường đây này. Rơi bình thường ngoài cháo bao giờ bị nộ. Nên là ai để ý thì thấy thôi nhá. Đây, tặng nhá. Em sẽ tặng cho một chị nhá. Tặng cho rắn độc nhá.
Tặng cho rắn độc nhá. Em sẽ tặng nhanh nhá. Xả nốt nhá. Ai xác định không muốn đấy nhá. Ai xác định không muốn đấy nhá. Em đã tặng rồi thì ai xác định đấy thì đấy ạ, không đấy thì thôi em nhường cho người khác nhá. 49k nhá. 49k nhá. Quần này 49k nhá. Cái quần này là size 27 28 mặc ơ nhầm. Cái quần này là size 26 27. Đấy. Nói chung là tầm 47 cân, 47 48 cân. 47 đi, chắc 47 mặc xinh hơn. 47 mặc xinh hơn. Quần co giãn 45k. Ai lấy quần cam mừng quần 45k. Ai lấy quần cam mừng quần 45k. Ai lấy quần cam mừng quần 45k cho em nhé. Ai lấy quần cam mừng quần 45k. Đây nhá, quần ống le 99k còn một cái. Quần ống le 99k còn một cái nhá. Quần ống le 99k còn một cái nhá. Quần ống le 99k còn một cái nhá. Em lười mặc thử lắm. Đây, 99k màu xanh còn một cái nhá. Đây nha mọi người ơi, đây nha mọi người ơi. 99k nhá, màu xanh nhá. Cái này là nó là size 27. Nó là size 27 nhá mọi người ơi, tầm 50 cân, tầm 49 cân đi, 49 đi. 49 cân đổ về mặc vừa nhá. Cái này lóng độc, rắn độc mặc vừa không? Cái này rắn độc mặc vừa không mà lấy. Size 27, cái này size 27 nhá. Cái này size 27 nhá. Ok. 99k. 45k nhá. Quần sóc 45k. Ai lấy quần sóc comment quần sóc 45k. Em ở Hà Nội nhá. Em ở Hà Nội nhá, chị Tuyết Lan Lê nhá. 45k quần sóc nhá. 45k quần sóc. 45k quần sóc nhá. Đây nha, ai lấy comment cho em nhá. Ai lấy comment cho em, ai lấy comment cho em. 45k quần sóc nhá. Cái này là size size 30. Nhưng cái này nó ghi là size 30 nhưng mà tầm cái bé lắm này, em đo bụng của em vừa này, em đo bụng của em rộng hơn một chút thôi. Cái này chắc tầm 50 cân đổ về mặc vừa. 50 cân đổ về mặc vừa nhá. 50 cân đổ về mặc vừa vì em đo này nó ghi 30 nhưng mà bụng em này, em đo ở đây bằng cái cặp này thì tầm 50 cân đổ về mặc vừa nhá. Quần sóc là 50 cân đổ về mặc vừa. 50 cân đổ về mặc vừa nhá. Ai lấy comment cho em quần sóc đen nhá, 50 cân đổ về mặc vừa. Mọi người chờ em mấy giây nhá, em gửi nốt cho khách. Tại vì là lấy bên bưu cục làm ăn vớ vẩn thật đấy, gửi hàng mà không gọi điện cho khách. Đây nha, đây nha. Một em quần này cực kỳ đẹp, cực kỳ chất luôn. Sale luôn, sale rẻ luôn. Đây, nó là quần nhá, nó là quần nhá. Này, nó là quần bên trong mặc cực kỳ sành điệu luôn. Mà cạp nó cực kỳ đẹp luôn. Này, cạp nó cực kỳ đẹp luôn. Sale luôn 45k. Đẹp lắm mày mà chất mát lắm mày. Để em mặc thử cho mọi người xem. Chả biết mặc có ấy không, chả biết mặc có lên được không. Tại vì em đang mặc cái quần bên trong này. Sale luôn 45k, cực kỳ đẹp. Chết rồi, không ấy đâu. Đây này, em đang bị vướng cái quần bên trong. Em đang bị vướng cái quần bên trong. Cái này mặc cực kỳ điệu luôn. Cái này mặc cực kỳ điệu luôn. Em đang bị vướng cái quần bên trong. Rắn độc lấy quần nào nhỉ? Nếu mà rắn độc lấy quần, rắn độc lấy quần sóc comment quần sóc nhá. Còn quần khóa comment quần khóa nhá. Rắn độc lấy quần sóc comment quần sóc nhá. Quần khóa comment quần khóa nhá. Rắn độc lấy quần nào ạ? Ok, quần khóa nhá. Ôi quần này đẹp lắm ấy. Đẹp cực kỳ luôn. 45 49. 45.
Ok, đánh lọc quần khóa nhá. Em trả tiếp một đơn nữa nhá. Em xả lốt một đơn rồi nha, em xả lốt một đơn rồi nha. Đây, ưu tiên nhường cho bộ cuối cùng trả ai ấy. Trả ai lại gọi điện trả thấy nghe, nhắn tin không trả lời. Đây, 10k. 10k, 45 cân mặc vừa nhá, 45 cân mặc vừa nhá. 10k nhá. Ai lấy áo dây đen comment áo dây đen cho em. Ai lấy áo dây đen comment áo dây đen 10k nhá. 10k áo dây đen. Ai lấy áo dây đen comment áo dây đen 10k nhá. 10k áo dây đen cho em nhá. Ai lấy áo dây đen comment áo dây đen 10k. Em like anh nhá. Đây. Ai lấy xanh comment xanh. Em định để cái bộ xanh này mặc ý. 10k xanh nhá. Ai lấy áo xanh comment xanh 10k. Ai lấy xanh cơ mực xanh 10k nhá. Xanh xanh cô ban nhá. Ai lấy xanh cơ mực xanh nhá. 10k thôi. 10.000 một cái áo thôi, quá đẹp luôn. Đây. Nó là hàng xả nên em siêu rẻ luôn nhá. Nó là hàng xả nên em siêu rẻ luôn. Ok, Nine xanh. Bỏ túi đi. Đây. 10k tiếp theo. Ok, Nine xanh rồi nhá. Đây nhá. Ai lấy xanh lá, comment xanh lá. Ai lấy xanh lá, comment xanh lá nhá. Cực đẹp. Chất này thích lắm này. Ai lấy xanh lá, comment xanh lá 10k. Đây. Đằng sau đây nhá. Đằng sau đây nhá. Cái này nó may một cái đường rồi này nên là không lo hở đâu. Ai lấy xanh lá, comment xanh lá nhá. Ai lấy xanh lá, comment xanh lá nhá. Ok, xanh lá nhá. Xanh lá của Lily tiếp nhá. Cho nhanh. Túi. Xả mấy cái đơn này. Đây nhá. 10k áo dây, 45k đồ về mặc vừa. 45k đồ về mặc vừa nhá, 10k. Cái này nó không có quần nha nên em bán rẻ luôn. 29k cả set. 29k cả set nhá. Quần đây này. Ai lấy set comment, ai lấy bộ comment bộ nhá. Đây. Quần ở đây nha mọi người ơi. Ai lấy bộ comment bộ nhá. Ai lấy bộ comment bộ nhá. Bộ 29k nhá. Cho nhanh. Ai lấy bộ comment bộ 29k cho nhanh nhá. Còn ai lấy áo comment áo 10k. Đó. Mọi người muốn em xả rẻ tiếp không? Mọi người muốn em xả đơn rẻ tiếp không ạ? Đây nhá, còn một cái nhá. Cực kỳ dày luôn. Cực kỳ dày. Đẹp kinh khủng khiếp luôn. Dày lắm ấy. Nên dày kinh khủng luôn ấy. Đây. 49k nhá. Đẹp lắm, thật. Cần thì em mặc thử cho xem, đẹp cực kỳ luôn mà sờ chất. Sờ chất sướng luôn, 49k nhá. Ai lấy comment cho em 49k. Đây. Chất đây. Nên kéo thoải mái luôn. Nên này co giãn thoải mái luôn, 49k nhá. Ai lấy comment cho em váy 49k. Váy 49k. Ai lấy comment cho em váy 49k. Váy 49k nhá. Này. Đây, mọi người nhìn này. Bông này. Len này. Đẹp kinh khủng khiếp thế này. 49k nhá. Yến Trang lấy váy à? Yến Trang lấy váy à? Yến Trang lấy váy ok nhá.
Ok, Yến Trang vài 49k. Đây. Một em sơ mi. Sơ mi nhá. Một em sơ mi. Một em sơ mi 39k. Chất cực kỳ đẹp luôn. Đây. Chất cực kỳ đẹp. Mọi người có nhìn rõ chất không? 39k nhá. Em xả nốt. Những ai bom hàng em xả nốt nhá. 39k. Ai lấy sơ mi hoặc là ai lấy comment cho em 39k kèm số điện thoại được. Hoặc là comment 39k nếu ai có đơn à? Ai chưa có đơn cho em xin số điện thoại. 39k nhá. 39k sơ mi mọi người về. Cái này nó hơi bị nhăn nên để hôm tối mà mọi người về ủi ra là nó sạch. Là nó hết nhăn luôn. À đây đằng sau có hình. Đằng sau có hình. 39k nhá. Quá rẻ luôn, một em sơ mi cực kỳ dày luôn đây. Cực kỳ dày. Ai lấy gì comment cho em? Ai lấy sơ mi comment sơ mi 39k. Áo hai dây này. Có ai thích áo dây không? Có ai thích áo dây không? Ba chín k ba lỗ nhé, 39k nhé, chất này cực kỳ đẹp luôn, đẹp chưa? 39k nhé, ai lấy ba lỗ xanh comment ba lỗ xanh 39k, ai lấy ba lỗ xanh comment ba lỗ xanh 39k, đang bán 135 đấy, em bán suất 335 đấy, em sale rẻ luôn 39k, chưa bằng một phần ba luôn. Ai? Đâu, lấy đâu. Áo hai dây nhá. Cao dây quá, mọi người ạ. Đây, cái này mọi người chỉnh dây kiểu gì thì chỉnh nhá. Đây, xinh chưa? Mọi người chỉnh dây kiểu gì thì chỉnh. Dạ, chỉnh vào xem đi. Mọi người chỉnh dây kiểu gì chỉnh luôn nhé. Đó. Đây. Sale note 39k nhé. Áo dây sale note 39k. Mọi người buộc lên nhé. Mọi người về tự buộc nhé. Đây. 39k nhé. Mọi người về tự buộc. Váy à. Đây, chờ cháu lên chân váy nhé. 39k áo dây nhé. Ớt ngọt, ok ớt ngọt nhé. Đơn của ớt ngọt đi rồi ạ, à? Ớt ngọt nhận được chưa ạ? Chị ớt ngọt nhận được hàng chưa? Đây gì Vân ơi? Đây nhá, cái váy này là mặc đẹp cực kỳ gì ạ? À? Cái váy này đẹp cực kỳ luôn. Cái này nó có đủ size này. Ba màu nhá, màu này là 1 này, màu đen là 2 này. Màu này là 3 này. Mặc cái màu này đẹp này. Cái màu này đẹp này, cháu lấy một cái mặc. Cái này mặc xinh cực kỳ luôn mà nó là dạ xịn ấy. Nó là dạ xịn ấy. Nó là dạ lông ấy, nó là bằng lông này này. Thế biết mọi người có nhìn rõ không, như nó bằng lông ấy. Đây nhá. Ai lấy chân váy, cái này đủ size nhá. Ai lấy chân váy comment chân váy 3 màu nhá. Chân váy có 3 màu nhá. 99k nhá. 99k nhá. 99k nhá. Đây, ba màu. Màu nâu đậm, màu đen, màu nâu nhạt. Màu nâu sữa. Ai lấy comment trên váy nhá, 99k. Em sale rẻ nốt luôn. Ai lấy hồng comment hồng nhá. Đó, ai nhận hàng thì em biết mà. Đây nhá. Trang nhắn tin lại cho ớt ngọt xin số điện thoại đi. Ơ nhầm, nhắn tin cho My Hoàng ấy. Xin nhắn đi, My Hoàng gửi nhắn tin lại. Nhắn tin là chị gửi cho em lại số điện thoại của chị.
đây nhá. Đó, chất nhà em đẹp mà, đã rẻ còn đẹp nữa cơ. 99k hồng nhá, ai lấy hồng comment 99k hồng cho em. Ai lấy bộ comment bộ nhá, bộ 80k nhá, bộ 80k nhá, chất cực kỳ đẹp. Sale luôn hàng hè, à đây. Em quên mất nãy ai hỏi bộ nhỉ, nãy ai hỏi bộ Adidas nhỉ. Em quên mất rồi. Phạm Duyên Hồng ạ, ok Phạm Duyên nhé. Ok Hồng của Phạm Duyên. Đây nhá, bộ 65k đây, bộ 65k đây. Bộ này chiều nay đây. Chiều nay bán không xuể đây, chiều nay viết đơn không xuể. Hôm nay em like ở nhóm mà bộ này viết đơn không xuể. Thế à, cái áo lông em thích có người lấy mất rồi. Theo tiên sinh ạ, à, cái áo lông em thích chị like cho em xem nhưng mà em không xem nên người ta lấy mất rồi. Đây nhá, bộ Adidas nhá, 65k, bộ Adidas 65k. Bao chất. Bao chất luôn. Bộ Adidas 65k bao chất nhá. Có màu ghi nhá mọi người. Đây em cho mọi người xem màu ghi. Đây, cái chất đây là bên trong nhá, nó may cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ cẩn thận luôn. Mà chất smart rồi mát. Đây. Màu ghi anh nhá. Màu ghi nhá. 65k nhá, ba màu trắng, à ba màu xám này, đỏ này, đen này. Xám hoặc là ghi đều được nha mọi người. Đó. Ghi thì hình hoa này là ghi này. À chữ Adidas này là ghi này. Phương Lê lấy bộ màu gì? Phương Lê lấy bộ màu gì? Phương Lê lấy bộ màu gì? Đen đây nhá. Đen này. Phương Lê lấy bộ màu gì? Đây, 3 màu. 3 màu 65k. Phương Lê lấy bộ màu gì nhỉ? À, không, Phương Lê cơ mà. Ông Hiếp lấy xám, ok ông Hiếp nhá. Ông Hiếp lấy xám này. Tôi chỉ phải cắt không nhỉ? Ok, Phương Lê đỏ. Em hết đỏ rồi nhá, đỏ còn đúng một bộ rồi nhá. Đỏ hôm nay còn đúng một bộ nữa. Đỏ hôm nay còn đúng một bộ, em hết đỏ rồi nhá. Kia chị Phương đây đỏ. Đây, xám. Đen. Còn ít hàng hè em xả lốt cho mọi người nha. Xám thì chắc em chỉ còn 1-2 bộ thôi ạ. Xám có ông hiếp rồi nhá, có ai lấy đen không ạ? Có ai thích đen không? Đen cũng đẹp này. Đen cũng đẹp. Đen này. Chất đi nha mọi người. Bên trong như bên ngoài luôn. Ai lấy đen comment đen nhé. Ai lấy đen comment đen nhé. Áo này 120. Cái bộ màu xanh ở đây. Cái này cũng 100 rồi chị. Cái nét màu mỏng 100. Đây nhá, 85k nhá, 85k. Đây, cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Tầm 5k nhá mọi người. Ai lấy xanh nhá. Cái này có hai màu nhá, cái này có hai màu nhá, xanh và trắng nhá. Đây xanh đây, tay đây. Tầm 5k. Có trắng đấy nhá, em tìm trắng cho mọi người nhá. Lấy chị like áo khoác thôi. Đây trắng đây. Trắng như ngọc trinh luôn.
Trắng đây, xinh chưa? Trắng nhá. Đây, cả set đây. Cả set đây. Cực kỳ đẹp luôn, 85k quá rẻ luôn. Chất này. Chất này, cực kỳ đẹp. Mọi người muốn xem gì đâu ạ? Mọi người muốn xem gì đâu ạ? Có ai xem áo các thứ không? Có ai xem áo không? Có ai muốn xem áo gì không? Có ai muốn xem áo gì không? 120k. Em về nhiều hàng chị qua xem nhé. Đây áo ơi. Em leo em sale lốt cái dáng này nhá, em sale lốt cái dáng này nhá, em sale lốt cái dáng này nhá, rồi em sẽ ấy nhá, rồi em sẽ chuyển sang quần nhá. Em bắt đầu sale lốt dáng này rồi em chuyển sang quần nhá. Đây 99k cực kỳ dày luôn. Em mặc thử một màu cho mọi người xem nhá, em mặc thử một màu cho mọi người xem nhá. Dày lắm ấy, khiếp, một cái áo gì mà chả hiểu sao mà nó nặng nhỉ. Bộ dài em có nhá. Có ai thích bộ lụa không? Có ai thích bộ lụa không? Cái này mọi người mặc thêm cái áo bên ôm bên trong ấy, áo len ôm bên trong ấy. Cực kỳ đẹp luôn. Này. Ai mà thích mặc cả tính thì cực kỳ này cực kỳ đẹp. 99k thôi. Cái này quá rẻ luôn ấy. Mọi người mà nhận chất xong á, em sợ ship của đắt quá vì nó quá nặng ấy, em nói thật luôn ấy. Quá đẹp và quá dày luôn. Em bao chất mấy cái dáng này luôn. Đây mọi người nhìn này, dày đến nỗi nhá, dày đến nỗi đây mà nhà em treo mắc gỗ đây nhá. Cái này dày nỗi về mà treo cái mắc này còn gãy này. Đó. Nói điêu mọi người luôn ấy, cái áo này nặng cực kỳ luôn ấy. Nói điêu làm gì luôn. Áo gì mà dày thế không biết nữa. Mặc cái này ấm cực kỳ luôn. Đây nha, có 4 màu nha mọi người ơi, có 4 màu nhá, 99k thôi, rẻ cực kỳ. Rẻ cực kỳ luôn, 99k nhá. Đây. Ai lấy comment nâu cho em nhé. Ai lấy comment nâu này. Xanh này. Xanh này xinh này. Đỏ này. Thực sự màu đỏ rất là đẹp luôn. Màu đỏ rất là bắt mắt. Ai mà thích nổi nổi bằng màu đỏ chứ không mặc màu nâu như em. Màu xám nhá. Ai thích kết hợp dễ, ai thích kết hợp dễ thì mặc màu xám. Đây. Cái len dày kinh khủng luôn. Rắn lộc này xanh à? Ok rắn lộc nhá. Xanh của rắn lộc. Kiếp mà nặng kinh khủng luôn ý. Chắc toàn ship mấy cái này, cố tiền ship ấy. Ai lấy cái này comment nhá, đẹp cực kỳ luôn ấy, ai cũng lấy tiếc luôn, thật. Em nói thật, cái này chả còn hàng mà lấy đâu, vì nó dày lắm. Cầm chất vào, cầm chất của nó là sướng rồi ấy. Này, cầm chất của nó mà em đã cong hết cả tay lên rồi này. Dày kinh khủng. Ai không lấy thì chả còn. Ai da, đau quá. Em lên quần nhá, em lên quần cho mọi người nhá. Em lên quần cho mọi người nhá. Mọi người thích quần gì ạ? À? Mọi người thích quần loe, quần trơn hay quần gì ạ? À? Mọi người thích quần loe, quần trơn hay quần gì ạ? À? Mọi người thích quần loe, quần trơn hay quần gì ạ? À? Để em like. Đau quá, em cởi giày để thử đồ cho mọi người nhá. À. Em
em sẽ dành một buổi để sale váy cho mọi người nhé. Huê Phạm lấy gì ạ? Huê Phạm lấy gì ạ? Trơn à? Trơn đúng không? Đơn của Heo Tiên Sinh một áo len một son này. Vậy em chọn, em cứ chọn đi, không chị lưu cho. Em cứ chọn đi, không chị lưu cho. À, em sẽ làm một mẫu quần trắng nhé. Chẳng biết quần này size gì. Size L. Em sẽ làm một mẫu quần trắng cho mọi người nhé. Cái mẫu này em cũng chưa mặc thử. Cái mẫu này em chưa mặc thử, mới về. Mới về hôm trước. Đây. Thực sự ai mà sành điệu thì nên mặc những cái quần trắng như thế này. Cực kỳ chất luôn và cực kỳ đẹp. À đau quá. Ôi cái mác đau quá. Xinh chưa? Cái ô cái quần này sao mình vừa ấy? Vừa in luôn này. Vừa in luôn. Đấy, cực kỳ đẹp. Ôi cái này vì em quá thấp nhá. Em có 1m55 thôi, em quá thấp nên em sẽ đi cao gót cho mọi người nhìn nhá, cho lên dáng nhá. Đó, trắng. Cực kỳ đẹp luôn. Ôi hiểu sao con này nó vừa luôn, nó vừa như in ấy. Nó vừa như in luôn. Trắng nhá. Trắng 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 tách gối nhá. Tách gối, tách gối, xinh cực. Đây. 150 nhá. 150 nhá, xinh hơn là xinh. Thực sự là mọi người nên có một cái quần trắng, mặc dù rất là mặc biết rất là bẩn, rất là dễ bắt bẩn luôn. Nhưng mà nên có một cái chất này cực kỳ dày luôn. Cái chất này cực kỳ dày luôn. Đây. Em để trong túi cho mọi người nhé. Nhận sẽ nguyên như thế này. Nhận sẽ nguyên như thế này. Cực kỳ đẹp. À lấy thì à lấy comment nhá, quần trắng nhá. Đủ size như em luôn. Đủ size như em luôn. Đủ size như em nhá. Đủ size như em. 150 nhá, 150. Chả còn nhiều đâu. Chả còn nhiều đâu. Ai không thích thì comment qua mẫu nhá. Ai không thích thì comment qua mẫu nhá, em sẽ qua mẫu nhá. Ai cũng thích comment qua mẫu em sẽ qua mẫu nhá. Còn ai thích em này nhá, ai ưng em này nhá thì comment nhá. Trắng 150 đủ size nhá. Cái hàng này về nhá, đủ size. Đủ size. Ơ không ngờ nó lại mặc nó đẹp như vậy. Em không nghĩ là mặc đẹp như thế này đâu. Mà chất dày kinh khủng, chất bò luôn. Đây này. Chất dày kinh khủng khiếp luôn. Nó không phải là mấy cái vải mỏng mỏng ngoài chợ đâu. Chị lấy size gì? Chị lấy mặc ý, cái này đẹp cực kỳ. Chị đắn độc ạ, chị lấy mặc ý, đẹp cực. Thực ra cái dáng này vừa về hôm trước này, nhưng em chưa kịp thở. Hôm trước em mới khoe thôi, em nghĩ là mặc lên dáng nó không đẹp. Nhưng ai ngờ mặc lên đẹp cực, với cái chất nó dày nữa. Cái này mặc lên đẹp. Cái màu trắng này chỉ sợ mặc lên bẩn thôi, chứ còn mặc lên dáng cực kỳ đẹp. Đắn độc lấy size gì comment cho em nhé. Ni Lê lấy trơn le hay là trơn thường? Quần trơn nhà em không còn rồi, quần trơn nhà em không còn nhiều rồi. Đây này, trơn này. Size L nhá. 54 đắn độc size L nhá. Đắn độc mặc size L nhá. Trơn em sợ không còn rồi Nina ơi, trơn em sợ không còn rồi. Còn toàn rách thôi, còn toàn rách thôi. Mà sợ chả còn sai nữa cơ. À đây còn đúng một cái duy nhất size L nhá. Đây. Còn đúng một cái duy nhất size L. Chả biết nó là dáng trơn hay rách nữa, để em xem. Để em xem nhá. Còn đúng một cái size L thôi nhá. Chờ em một tí. Đây. Size L nhá, còn đúng một cái. Không hiểu nó là. Đây. Rách nhá.
trơn nhá. Đây, ai lấy comment cho em nhá. Đây, size L, size L. Ai lấy rách comment rách nhá. Ni lê có lấy thì ok nhá, nửa chân ni lê nhá. Chọn mãi không được. 150 nhá, 150. Ok, đắn độc nhá. Đây, ni lê lấy thì ni lê ok nhá. Cái này nhà em còn sai nhá. Ai lấy sai nào thì comment cho em nhá. Cái này nhà em còn sai nhá. Ai lấy sai nào comment cho em nhá. Đây, sai L. Cái này còn đúng một cái sai L nhá. Ni lê còn lấy không ạ? Nó là rách nhá. Nó là rách nhá. Trơn thì không còn nhá. Chị ni lê nhá. Trơn thì không còn rồi. 150. Em sẽ thử cho mọi người một mẫu này nữa nhá. Quần áo. Chết rồi, sao quần này không có size, size to nhỉ? Sao vẫn chả hiển thị, hiển không hiển thị này là sao quái vậy chị? Đây nhá, một cái mẫu này nhá, mới về nhá. Em mặc thử cho mọi người xem nhá. Nhưng cái dáng này hơi ăn chơi một chút là rách, là bị rách ở đây. Ok, li lê nhá, 150 nhá. Đắn độc, chị đắn độc có nhường cho ni lê nhá. Chị đắn độc nhường cho ni lê nhá. Nhưng em chỉ còn đúng một cái này size L thôi. Đúng một cái rách này size L thôi. Đây, nhường cho ni lê nhá. Nhường cho chị ni lê nhá. Nhường cho chị ni lê nhá. Chờ em chút, em sẽ mặc thử cái dáng này cho mọi người nhá. Dáng màu đen mà rách nhá. Dáng màu đen mà rách. Tức là giờ này béo quá rồi, mặc quần chật rồi, thẳng rồi. Đây nhá. Một cái đen cặp thấp này. Nó không phải là thấp lắm nhưng mà ý là nó cặp thấp hơn mấy cái cặp kia thôi chứ còn nó không thấp lắm. Đây. Còn nét không chàng? Đây một đen nhá. Đen nhá. Ai để đen comment đen nhá. Ai để đen comment đen nhá. Đây. Một cái đen cặp thấp nha mọi người ơi, cái đen cặp thấp nhá. Ai này đen comment đen. Cái này em đang mặc size M. Mặc đáng đấy là chỉ mặc size S thôi. Cái này mặc size M hơi rộng. Cái này ai lấy thì comment nhé. Cái này nhà em có size đấy. Cái này size S nhiều hơn. Cái này size S nhiều hơn. Ai lấy size comment nhé. 150 sale note. Sale note 150. Đây. Nó có một cái đường rách ở đây nhé. Đường rách ở đây nha mọi người. Đây này. Đây này mọi người. Nhưng mà nó không độ nhá. Nó không độ nhá. Ô, quần trắng này đẹp quá, để này một cái mặc. Quần trắng này đẹp một cái mặc. Còn quần màu rách, màu xanh thôi. Ôi, sao chết rồi, sao hiển, cho máy không hiển thị, không hiển thị nữa nhỉ? Em đọc được rồi. Có cái tin nhắn, có ai hỏi mẹ đọc của chị nhá. Rồi cái máy này nó không hiển thị nữa rồi, chết rồi. Không hiển thị comment nữa rồi. Điên rồi. Em sẽ bật cái máy này lên để trả lời mọi người nhá. Tại vì cái máy này nó không hiển thị tin nhắn, điên quá. Còn xanh cặp cao không? Xanh cặp cao nhà em còn.
Xanh cọc cao thì em còn nhá chị nhá. Cái này mọi người có muốn xem cái dáng nào nữa không? Mọi người có muốn xem dáng nào nữa không? Em sẽ mặc thử cho mọi người xem. Lóa quá, lóa quá. Máy hết pin nữa chứ. Em mặc thử cho mọi người một dáng nữa nhá. Em mặc thử cho mọi người một mẫu nữa nhá. Em mặc thử cho mọi người một mẫu nữa nhá. Mọi người chờ em nhé, em mặc thử cho mọi người cái mẫu loe này nhé. Rẻ luôn nhá. Sale rẻ luôn 150 nhá. Sale rẻ luôn 150. Sale rẻ luôn 150 nhá. Ai lấy thì comment cho em nhá. Ai lấy thì comment cho em quần rách 150 đủ size nhá. Cái này đủ size nhá. Cái dáng này đủ size nhá mọi người. Đây em đứng xa xa cho mọi người nhìn nhá. Cái dáng này đủ size nhá. Đây. Đây nhá. Ai lấy comment cho em nhé, ai lấy comment cho em nhé. Đủ size, đủ size, đủ size. Đó là loe nha mọi người ơi, đó là loe nhá. Đó là loe nhá. Đó, cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Có ai muốn xem gì nữa không ạ? Không ai muốn xem gì nữa thì em like áo nhé. Không ai muốn xem gì em like áo nhé. Em like áo cho mọi người nhé. Cái quần loe này đẹp này, rất là dễ mặc luôn. Mọi người cứ nhìn nó khó mặc ấy, mọi người cứ tưởng nó khó mặc. Mọi người cứ tưởng nó khó mặc nhưng mà cực kỳ dễ mặc. Tại vì cái này em đang mặc rộng nha, em đang mặc size to. Chứ bình thường em chỉ mặc 27 thôi, cái này em đang mặc 28. Cực kỳ đẹp. Có ai thích bộ không ạ? Có ai thích bộ len không? Có ai thích bộ len không? Em mặc thử bộ len cho mọi người nhìn nhá. Em mặc thử bộ len cho mọi người nhìn nhá. Có ai thích bộ len không? Hàng về nhiều mà chẳng biết thử gì cho mọi người được. Hàng quần cặp cao, quần cặp cao nhà em. Thôi để mam lai quần nhá, để mam lai quần nhá, để mam lai quần cho mọi người nhá. À, đau quá. Đồ ngủ em có, đồ ngủ thể thao em có nhá, bộ ngủ thể thao các thứ em có hết. Nhưng mà hôm nay em chưa lai. Like chưa like để dành mai like nhá. Để dành mai like nhá. Cái gì? Bộ len á. Đây nhá. Em hôm trước em xả một bộ này nhá, còn một bộ này nhá. Ai lấy bộ này comment cho em nhá. Xả nốt 99k nhá, xả nốt 99k nhá. Đây. Xả nốt 99k nhá. Ai lấy bộ này comment cho em nhá. Áo này, áo len. Áo len nhá. Chân váy xòe. Áo len chân váy xòe tự nhiên nhá. Áo len chân váy xòe tự nhiên nhá, 99k. Còn đúng một bộ siêu rẻ nốt 99k nhá, len nhá. Đây. Chất len nhá, cực kỳ đẹp. Chất len cực kỳ đẹp nhá. Ai lấy em xả nốt nhá, em siêu nốt cho mọi người nhá, 99k nhá. 99k. Ơ, nấn lọc trước lấy rồi còn gì? Nấn lọc hình như lấy rồi sao ấy? Ok, nấn lọc nhá, 99k nhá. Mẹ chờ em xíu mặc bộ này nhá. Nhanh chắc.
Cả một set đấy nhá. Đây, cả một set đây nhá mọi người ơi, cực kỳ xinh luôn. Và cái len nó cực kỳ đẹp luôn. Cái này có hai màu nhá, cái này có duy nhất một màu xanh thôi. Cái này có duy nhất một màu xanh thôi, còn màu sữa thì có đủ cho mọi người lấy nhá. Sữa thì có đủ cho mọi người lấy. Đây. Đây nhá. Có hai màu nhá mọi người, có hai màu nhá. Đây. Có hai màu nhá. Bộ như em đang mặc nhá. Bộ như em đang mặc nhá. Xinh cực kỳ luôn. Cái này nó là liền luôn này. Cái len này nó là liền luôn này mọi người, có nhìn rõ không? Nó là liền luôn nhá. Cái len này nó là liền luôn nhá. Xinh cực kỳ luôn. Đó, một bộ. Một bộ này nhá. 159 nhá. 159k nhá. Xinh cực, ai không lấy cái này chẳng còn. 159k nhá và chất đẹp luôn. Riêng những cái chất này là em bao chất luôn, mọi người giặt máy thoải mái nhá. Mọi người giặt máy thoải mái luôn. Mọi người giặt máy thoải mái luôn nhá. Riêng cái hàng bộ nhà em toàn chất đẹp thôi, tại vì mà bộ ấy, bộ mấy cái chất xấu xấu thực sự là không mặc lên dáng nổi, không thể mặc lên dáng được luôn. Đây nhá, ai lấy bộ sữa là comment bộ sữa cho em nhá. 159k nhá. 159k nhá. Cái này có màu xanh nữa này. Cái này có màu xanh nó cũng xinh này. Đây. Màu xanh thì có đúng một bộ. Màu xanh thì có đúng một bộ nhá, còn sữa thì có nhiều. Tại vì cái màu sữa nó cũng dễ mặc. Còn ai mà trắng trắng một chút thì mặc màu xanh này cũng xinh này. Chị chưa là sao? À, chị rắn độc lấy cái gì nhỉ? Chị rắn độc lấy thêm bộ nào nữa? Đây, bộ này. Bộ nhá, 159k nhá, 159k. 159k nhá. Mặc cực kỳ xinh luôn. Ai comment thì bảo thì nhá. Có ai muốn qua mẫu không ạ? À? Có ai muốn qua mẫu không? Có ai muốn qua mẫu không? Có ai muốn qua mẫu thì comment qua mẫu nha, em sẽ qua mẫu nhá. Mấy giờ rồi? Cái chất này đẹp mà, cái chất của nó cũng đẹp cơ. Thực sự là cái chất của nó cực kỳ đẹp luôn đây này mọi người. Cái chất của nó cực kỳ đẹp luôn này. Đây. Cái chất của nó cực kỳ đẹp luôn, em nói thật luôn. Đó. Cực kỳ thích luôn ý. Mấy cái set này em lấy về toàn set đẹp mà. Toàn set đẹp mà. À lấy set này comment set cho em nhé. 159 nhé. Thích cả một set phải có 159k. Mà mọi người mua một cái chân váy, mọi người bình thường mua một cái chân váy nó đã tầm 150-200 rồi. 200 là chuyện bình thường một cái chân váy rồi. Mà đây chân váy len cực kỳ dày luôn. Cực kỳ dày luôn. Em sẽ qua nhá, em sẽ qua mẫu nhá. Không ai hỏi em sẽ qua mẫu nhá, em sẽ qua mẫu nhá. Ai đấy bảo chị nhá. Mọi người chờ em xíu nhá, em đang tìm size để mặc, em đang tìm size để mặc. Còn size to thôi. Em mặc size rộng rộng một chút nhá. Em mặc size rộng nhá, cái này. Cái này mặc size rộng nhá. Cái quá này là kéo chặt quá. Kiếp tem mác còn cả trên cả dưới đấy. Sẽ mặc cho mọi người xem chân váy này nhá. Chân váy này em siêu rẻ luôn nhá. Tại vì cái chất này nó, cái chất này nó ấy, nó không phải là chất dày. Nó không phải là chất dày, nó là chất vừa vừa. Em siêu rẻ luôn nhá. Đây nhá. Em đang mặc chân váy rộng nhá. Đó. Đây nhá. Em đang mặc chân váy rộng nhá mọi người ơi.
em mặc đồ rộng nhá. Cái này mà mặc đồ, cái này là mà đúng cái chân của nó thì cực kỳ ôm ấy, đúng cái size của em thì mặc cực kỳ đẹp. Đây 89k nhá. Ai lấy chân váy này comment cho em chân váy 89k nhá. Chân váy 89k, cái này chỉ có màu, cái này chỉ có màu này thôi. Cái này chỉ có màu này thôi nhá. 89k. Em đang mặc hơi rộng nhá. Em đang mặc hơi rộng vì nó hết size của em rồi. Hôm qua còn một cái size S thì có một chị lấy mất rồi. 89k nhá. Ai lấy comment cho em 89k chân váy nhá. Ai lấy comment cho em 89k chân váy nhá. Mọi người có nhìn rõ mà, mọi người có nhìn rõ mà. Cái này hơi bị nhăn đấy. Có ai hỏi? Áo bò em hết rồi, em chưa lấy, em chưa đi lấy thêm về được. Áo bò em hết rồi, em đi chưa lấy thêm về được. Mạng chán quá à mọi người. Chán thế nhỉ? Thực sự là cái mạng em cũng bực mình cái mạng cơ. Em cũng cực kỳ bực mình cái mạng em cơ. Điên lắm, mới phải điên vừa đâu. Mai kiếm mấy cái ủi để ủi. Còn ai muốn xem gì đâu ạ? À? Còn ai muốn xem gì nữa không? Em sẽ like. Còn ai muốn xem gì nữa không? Em sẽ like nhá. Còn ai muốn xem gì nữa không ạ? À? À mọi người có thích quần vải không? Có ai thích quần vải không? Thì em về được ít quần vải cũng đẹp. Có ai thích quần vải không ạ? Chả biết size gì đây. Có ai thích quần vải không? Em siêu rẻ quần vải luôn. Chả biết cái size gì mà giống ấy nhở. Chả biết cái quần này size gì mà rộng kinh khủng khiếp không. À ui đau thế. Đây nha mọi người ơi. Em không biết cái quần vải nó là size gì nữa, nhưng mà nó rộng quá. Nó rộng quá mọi người ạ. Đây quần nhá. Cái này nó rộng quá. Không hiểu nó là size gì. Cái này có màu đen nữa này. Cái này có màu đen nữa. Cái này có màu đen nữa. Cái dáng này xinh. Cái dáng này xinh. 99k nhá. Ai lấy quần này các mượn quần cho em 99k nhá. Quần vải 99k nhá. Ai lấy quần vải các mượn quần vải cho em 99k. Em đang mặc size rộng nhá. Cái này em đang mặc size rộng nhá. Ai lấy các mượn cho em quần nhá. Quần 99k nhá. Cái này mọi người, tại vì em thấp em có 1m55 thôi, mà ai cao cao một chút thì cái này tầm 1m88 em mặc xinh. Chỉ 99k nhá mọi người ơi, 99k nhá. 99k nhá. Ai lấy comment cho em 99k? Có ai lấy comment không? Chín chín k nha. Có ai comment không cha? Em có ai xem nữa không ạ? À? Ai đang xem thì chấm cho em nhé. Ai đang xem thì chấm cho em nhé để em like tiếp nhé. Ai đang xem thì chấm cho em nhé. Ai đang xem thì chấm cho em nhé. Ai? Nó vẫn đang báo nào trong đấy đang có bão ấy. Nó vẫn báo ở trong đấy đang có bão ấy. Handy Fan gộp đơn về chi phạm đúng không? Handy Fan gộp đơn về chi phạm đúng không? Nó vẫn đang báo ấy. Nó vẫn đang báo đấy. Không hiểu. Tại vì nó có một đợt thời gian trong đấy nó bị bão ấy. Đây nhá. 99k nhá. Quá rẻ luôn. Quá rẻ luôn. 99k quá rẻ. Có ai thích quần vải nữa không? Có ai thích quần vải nữa không? Đây nhá.
quần này vẫn còn một em à? Quần này còn một em Zara này. Quần này còn một em Zara nhá. Sale luôn, nó là quần ngố ngố nhá. Nó là quần ngố ngố lớn lớn nhá. Đây. Nó là quần ngố ngố nhá. Sale luôn nhá. 59k nhá. 59k. Chất cực kỳ đẹp luôn, nó là của Zara đấy. 59k. Cái size gì đó. Size M nhá mọi người ơi, 59k nhá. Còn đúng một em 59k, chất cực kỳ đẹp luôn. Chất cái tự nhiên cái này bao chất luôn. Ôi quần của chị mắc ở đâu rồi, số hết rồi. 59k nhá. Ai lấy comment cho em 59k quần nhá. Ai lấy comment cho em 59k quần nhá. Chán quá mọi người ơi. Năm chín k nhé, ai lấy comment quần 59k nhé. Còn ai muốn xem gì nữa không ạ? Không ai muốn xem gì em kết thúc like nhé. Không ai muốn xem gì em kết thúc like nhé. Mai em like cho mọi người nhé. Mai em like cho mọi người nhé. Mai em like cho mọi người nhé. Chào mọi người nhé, mai em like cho mọi người nhé.